Huy xin chào các bạn. Mời các bạn nào rảnh đi xem Huy câu cá nha các bạn. Nay Huy đem theo cây móc để móc cái đám cỏ kia kìa. Chỗ đám cỏ kia có chỗ ngon lắm. Dạ chú, không biết cây dừa nào có quả quá không biết. Dạ ăn cây này rồi mày thấy không, chơi mày đun không bao giờ đụng tay. Dạ ở ngoài hàng đó tao đốt 3 cây. Dạ lớn này nước nó chua trời ơi, cũng mày uống dấp. Dạ dặn mày chỗ thì khoe nó mới đi quận 5 rồi. Dạ gan lên quận đó. Dạ gan. À, cái siêu thị mới mở mình còn vì giờ tụi nó lớn hết rồi. Lớn tuổi với nó chơi chứ tao rồi đó đâu bà có chuyện đó con đâu có được không có phải nó tính cho tình trời rồi chứ đất nó làm cái tiền nó đủ xong đủ dạ. Biết bao nhiêu mà nổi cá giờ thấy không có đuôi có đuôi nhỏ. Dạ. Không biết nó bơm sao hay thiệt chứ. Thấy không? Nhờ mà dài quá con gặt. Dạ. Không có phê. Cậu kêu đi câu như mình về làm cái dèo coi năm được chắc cả tấn ngày 3 ký, ngày 365 ngày 300 ngày gần cả tấn. Này nó mê trứng kiến hơn dế. Mình đang câu bằng trứng kiến cho phao bắp với cái dế cho cái phao màu đỏ đỏ kia kìa. Xanh xanh đỏ đỏ. Thấy nhịp phao cũng sướng ha bạn ha.
có cà rô nó quậy nữa đúng không? Cái sạc nó phá mồi sao rỉa mà không kéo lúc mà. Này Bolo không theo nha bạn. Nhà có con chó cái lên giống. Bolo nhà canh chừng. Thank you.
xin nữa. Thì lại để xuống lùm nữa. Mấy con cá trê nó cũng biết nhìn hình đón chữ, thấy cái phao bự nó biết có lưỡi câu, còn phao nhỏ nó mới dám ăn này. Ai ngờ cũng bị dính thiên la địa giống. Có thể xem. Ây da. Nha, con nó kéo cái nó giọt mắt. Tại cái phao bự quá, làm phao bự để mấy bạn dễ thấy. Kéo tay trong kia. Sẵn đây cho mấy bạn coi một cái hiện tượng kỳ thú kìa. Cái câu mà kiến ăn cá rồi cũng có ngày cá ăn kiến vậy đó. Đây. Dạt ăn cá thì có ngày cá cũng ăn dạt. Cháu không thích. Này là mấy dây lưỡi câu để bẫy dạt á. Dạt nó dướng lưỡi câu nó dính lại cá rỉa sạch xương. Bạn thấy không? Dạt ăn cá rồi. Dạt mà xa cơ rồi, cá cũng ăn dạt lại.
Nay Quy chỉ câu được đâu chục con nhí nhí nè bạn. Sướng tay chút xíu hơi về. Ngày qua ra sông đi tới từ sáng tới chiều mới về. Canh nước không được các bạn. Chiều tối mới lên được. Tại ngay chỗ cái bến mình mà cạn quá không có vô trở lại không chạy vô được. Thank you.